Linh xin chào quý vị quay trở lại với bản tin tối của tin người Việt Canada và chúc quý vị có một buổi tối thật là an lành. Và thưa quý vị, thông tin trong buổi tối ngày hôm nay khi mà các doanh nghiệp nhỏ đang kêu gọi gia hạn khoản vay CEPA khi mà thời hạn trả nợ đã đến gần. Và thưa quý vị, khi mà thời hạn trả các khoản vay do đại dịch cũng như là nhận được sự tha thứ một phần đang đến gần, thì các doanh nghiệp nhỏ vẫn đang hy vọng rằng chính phủ liên bang sẽ có thể đảo ngược tiến trình và gia hạn thêm một năm nữa. Gần 900.000 tổ chức đã ghi danh và nhận được một khoản vay tài khoản doanh nghiệp khẩn cấp của Canada trong đại dịch COVID-19 và chương trình liên bang cung cấp các khoản vay không lãi suất lên tới 60.000 đô để giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận tồn tại sau khi mà ngừng hoạt động và chậm lại có liên quan. Tổng cộng là có 49,2 tỷ đô đã được giải ngân thông qua chương trình này và lên đến 1 phần 3 số khoản vay có thể được xóa nếu như doanh nghiệp trả lại số tiền còn thiếu trước ngày 18 tháng 1 năm 2024. Và những người bỏ lỡ thời hạn đó sẽ mất phần còn lại được miễn phí và phải chuyển khoản nợ của họ thành một khoản vay 3 năm với lãi suất là 5% hàng năm. Và thay vào đó, các doanh nghiệp có cơ hội để tái cấp vốn cho các khoản vay của họ với một tổ chức tài chính. Những khoản vay đã được gia hạn cho đến 28 tháng 3 năm 2024 để có thể hoàn thành theo thứ tự và vẫn đủ điều kiện nhận phần được miễn phí của khoản vay. Các nhóm kinh doanh đã kêu gọi cần phải có thêm thời gian để có thể trả các khoản vay, chỉ ra những thách thức đang diễn ra mà các doanh nghiệp nhỏ phải đang đối mặt với sau đại dịch. Nhưng mà chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến thời hạn và khả năng để có thể gia hạn thêm một lần nữa đang giảm dần. Kate Fensky, là Chủ tịch Hiệp hội Trung tâm Quốc tế Canada cho biết vào ngày hôm nay rằng sự hỗ trợ của liên bang đóng một vai trò rất quan trọng trong đại dịch. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang vật lộn với những chi phí gia tăng, tình trạng thiếu lao động và các vấn đề vận hành gia dẫn. Do đó, lời kêu gọi ngay lập tức của chúng tôi đó là gia hạn thêm việc trả các khoản vay cho doanh nghiệp CEPA. Chính phủ liên bang cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với chương trình này nhằm giúp cho các doanh nghiệp đang phục hồi sau đại dịch linh hoạt hơn. Vào năm ngoái thì họ cũng đã gia hạn thời hạn để trả các khoản vay thêm một năm, tức là đến 31 tháng 12 năm 2023. Sau đó vào tháng 9 thì Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố thời hạn đủ điều kiện được xóa nợ cepa sẽ được đẩy lùi thêm vài tuần nữa để giảm bớt áp lực trong kỳ nghỉ lễ và chính phủ cũng đã gia hạn thời hạn trả lại các khoản vay mà không được xóa nợ thêm một năm nữa đến cuối 2026. Chính phủ liên bang cũng đã thực hiện những phần mở rộng này, mặc dù đã được Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada báo cáo về gánh nặng hành chính liên quan. Báo cáo Canada cũng đã ghi nhận được một lá thư thông qua yêu cầu tiếp cận thông tin cho thấy rằng Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Cơ quan Liên bang đã cảnh báo các công thức hàng đầu về những thách thức này vào đầu năm nay. CEPA là một sản phẩm độc đáo, được cấu trúc như một chương trình cho vay có thể hoàn trả, Do đó, việc mà xây dựng và thực hiện các phần mở rộng này là một quá trình rất phức tạp. Người phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính bà Freeland đã nhấn mạnh thêm, chính phủ liên bang đã rất linh hoạt. Điểm mấu chốt là nếu như quý vị là một doanh nghiệp nhỏ và hiện không có đủ điều kiện để có thể trả khoản vay CEPA của mình, thì hiện có 3 năm để có thể hoàn trả đầy đủ nó. Tính linh hoạt bổ sung mà chúng tôi đã công bố là một sự hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp nhỏ những người có thể vẫn đang gặp khó khăn để có thể kiếm sống. Và khoảng 1 phần 5 số doanh nghiệp đã trả được khoản vay của mình. Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada đại diện cho khoảng 100.000 doanh nghiệp trên khắp cả nước là nhóm đã lên tiếng về vấn đề về khoản vay. Chủ tịch của nhóm này đã cho biết, hậu quả của việc không gia hạn thêm lần nữa có thể rất nghiêm trọng đối với sự tồn tại của rất nhiều doanh nghiệp nhỏ. Tôi thực sự lo lắng rằng nếu như chính phủ thúc đẩy quá mạnh và tuân thủ thời hạn CEPA hiện tại, thì sẽ có nhiều doanh nghiệp, chúng tôi ước tính có khoảng 250.000 doanh nghiệp nhỏ sẽ có thể phá sản nếu họ mất đi phần có thể tha thứ của khoản vay. Lời kêu gọi gia hạn đã nhận được sự ủng hộ từ các chính trị gia, tất cả là 13 thủ hiến cũng như là đại diện của đảng NDP, khối Quebec Coins. Và chúng tôi đang kêu gọi chính phủ hãy cung cấp thêm thời hạn để cho phép các doanh nghiệp tận dụng tùy chọn xóa nợ vay bên cạnh việc gia hạn các khoản vay CEPA thêm một năm nữa và cần thêm thời gian để cho phép các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất tiếp tục phục hồi không chỉ là sau đại dịch mà còn cả những cú sốc chi phí đang xảy ra hiện nay. Đại diện đảng bảo thủ ở liên bang vẫn chưa đưa ra quan điểm nào về các khoản vay CEPA cũng như lời kêu gọi gia hạn, điều mà gọi là thật đáng thất vọng. Trong khi không còn nhiều thời gian để có thể hành động và hy vọng rằng vẫn có khả năng chính phủ liên bang có thể đảo ngược được lộ trình này. Và tiếp theo, thưa quý vị, ba người bị buộc tội sau khi mà 11 người mất hơn 200.000 đô trong vụ lừa đảo cải tạo nhà. Theo cảnh sát vùng Waterloo, thì ba người đàn ông ở Wilmot đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo sửa sang lại nhà cửa khiến cho người khách hàng thiệt hại lên tới 215.000 đô. Cảnh sát cho biết từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023, bộ ba này đã bị cáo buộc đã thu tiền đặt cọc của 11 người cho những công việc chưa bao giờ được thực hiện. Và theo một bản tóm tắt từ cảnh sát, các nạn nhân cũng không nhận được tiền hoàn lại từ những người đàn ông này. Họ nói rằng ba người đàn ông ở độ tuổi 53, 46 và 37 đã bị bắt vào tuần trước và bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 đô lừa đảo dưới 5.000 đô và sở hữu tài sản có được do phạm tội. Cảnh sát tin rằng có thể sẽ có những nạn nhân khác và yêu cầu bất kỳ ai có thể là nạn nhân của vụ lừa đảo tương tự hay gọi đến số 519 570 9777 Attention 6365 và thưa quý vị, một nghiên cứu đã cho thấy rằng hầu hết người dân Ontario cần ít nhất là 20 đô một giờ để có được một mức lương đủ sống. Một mạng lưới những người ủng hộ đang tìm cách xóa bỏ tình trạng lao động nghèo trên khắp Ontario đang cho thấy một mức tăng lương tối thiểu vào tháng 10 gần đây không phải là loại tiền lương có thể mang lại một lối sống tử tế cho những người đang đi làm. Nghiên cứu hàng năm mới nhất của mạng lưới tiền lương ở Ontario viết tắt là OLWN đã cho biết 18,65 đô một giờ, thực sự là một mức tối thiểu mà một người cần để sống ở phía Tây Nam Ontario. Trong khi cố gắng kiếm sống ở khu vực Greater Toronto thì sẽ cần phải 25,05 đô một giờ. Báo cáo mới nhất của tổ chức này cũng minh họa về khoảng cách ngày càng tăng giữa chi phí hàng tháng và thu nhập của những người kiếm được mức lương tối thiểu. Mặc dù mức lương tối thiểu cũng đã tăng, 6,8% vào ngày 1 tháng 10 năm nay, lên 16,55 đô một giờ. Nhưng vẫn không có một nơi nào ở trong tỉnh bang Ontario mà ai đó có thể kiếm sống bằng cách làm việc toàn thời gian với mức lương này. Ottawa có mức tăng lương đủ sống cao nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng 12% lên 21,95 đô một giờ, từ mức lương trước đó là 19,60 đô. Và với tiền thuê nhà, thực phẩm là những yếu tố lớn nhất đang thúc đẩy sự tăng trưởng. Thành phố hiện đang đứng trong top 3 trong số 10 khu vực được theo dõi tăng từ vị trí thứ 8 trong bản báo cáo 2022. Quay trở lại giá thực phẩm của Canada, giá đồ ăn tăng trung bình 10% trên toàn quốc vào năm 2022, trong khi giá thuê nhà cao hơn 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Và sử dụng dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Canada, Tập đoàn Nhà ở và Thế chấp cùng với các tổ chức khác thì cũng đã cho chúng ta thấy được mức lương đủ sống tính chi phí trung bình của hàng hóa và dịch vụ cơ bản cho 3 loại hộ gia đình khác nhau. Gia đình có 4 người, cha mẹ, đơn thân, có một con và một người lớn độc thân. Đó là thu nhập trước thuế mà một người trưởng thành cần để có thể trang trải chi phí tổng thể và tính đến các khoản viện trợ của chính phủ mà các gia đình có thể nhận được như là trợ cấp trẻ em và trợ cấp Ontario. Tiền lương và thuế thu nhập của một gia đình cũng được xem xét cũng như những gì mà một người bình thường có thể cần về quần áo, phương tiện đi lại, Internet, giáo dục, chăm sóc trẻ em và các tiện nghi khác. Tổ chức OLWN một lần nữa đã nhấn mạnh rằng tỷ lệ này không chỉ dựa trên khả năng sống sót mà còn dựa trên sự trợ cấp của một số đặc quyền khiêm tốn như là kỳ nghỉ và cơ hội tham gia vào văn hóa địa phương cũng như là cộng đồng. Và Hội Nghiên cứu cũng như là kế hoạch xã hội của thành phố Hamilton cũng cho biết thêm thông tin liên quan tại tỉnh bang Ontario. Đây thực sự là một tỷ lệ cho phép ai đó tham gia vào một cộng đồng của chúng tôi, chứ không nói tới những thành phố lớn như là Toronto và mức lương 12 đô một giờ là một mức lương tối thiểu. Và tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề tiền lương, thưa quý vị, khi mà mức lương sẽ phải được tiết lộ trên tin tuyển dụng theo dự luật mới của tỉnh bang Ontario. Và chính phủ Ontario cũng đã có kế hoạch đưa ra luật nếu như được thông qua thì thêm một yếu tố nữa ngoài tiền lương cũng sẽ được yêu cầu các doanh nghiệp tiết lộ về vấn đề trí tuệ nhân tạo có được sử dụng trong quá trình tuyển dụng hay không. Bộ trưởng Lao động David đã cho biết trong một tuyên bố rằng vào thời điểm mà nhiều công ty đang đạt được lợi nhuận kỷ lục, thật không công bằng khi mà họ truyền đạt một cách minh bạch về cách mà họ trả lương cho người lao động. Và khi mà việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ở Ontario tăng vọt, chính phủ của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hành động để bảo đảm người lao động không bị loại khỏi thị trường việc làm vì những thành kiến về công nghệ và quyền riêng tư của họ được bảo vệ. Chính phủ cũng cho biết tại Ontario năm ngoái, 37% tin tuyển dụng trực tuyến có chứa thông tin về lương. Đây là một con số khá ít. Tỉnh cũng cho biết việc mà đưa ra mức lương vào tin tuyển dụng có thể sẽ giúp thu hẹp được khoảng cách về lương giữa hai giới. Tỉnh cũng cho biết thêm, họ cũng sẽ giúp cho các công ty tìm được những ứng viên đủ điều kiện nhanh hơn và cải thiện khả năng giữ chân nhân viên. Và chính phủ nói rằng AI và các thuật toán đang ngày càng được các doanh nghiệp ở Ontario sử dụng nhiều hơn và tạo ra khối lượng lớn về dữ liệu cá nhân về người xin việc và nhân viên. Ngày càng, họ cũng có thể đưa ra các quyết định việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Và để đáp lại những lo ngại này, ngày càng tăng về các tác động về đạo đức, pháp lý và quyền riêng tư của AI, tỉnh bang Ontario đề xuất yêu cầu người sử dụng lao động thông báo cho người tìm việc khi mà họ được sử dụng để đưa ra các quyết định trong quá trình tuyển dụng của mình. Và tỉnh cũng thông báo sẽ tổ chức tham vấn, phân tích về việc chấm dứt sử dụng thỏa thuận không tiết lộ thông tin trong việc giải quyết các trường hợp bạo lực, hành vi sai trái, quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Và Register Nurse ở Ontario, thưa quý vị, sẽ sớm có thể được kê đơn thuốc tránh thai và một số loại thuốc khác. Đây là những thông tin được Bộ trưởng Y tế cho biết về việc mở rộng phạm vi hành nghề của những y tá đã đăng ký giúp người dân Ontario tiếp cận được dịch vụ chăm sóc thuận tiện hơn và sẽ giảm thời gian chờ đợi tại các phòng khám cũng như là các bệnh viện công cộng. Họ nối tiếp một loạt các mở rộng khác mà chính phủ đã thực hiện gần đây đối với phạm vi hành nghề của y tá và các chuyên gia khác như là dược sĩ và nữ hồ sinh. Tỉnh bang đã nói rằng các y tá sẽ cần phải hoàn thành chương trình giáo dục bổ sung để kê đơn và việc mà ghi danh sẽ bắt đầu vào tháng Giêng. Các y tá cũng đã đăng ký hoàn thành khóa đào tạo đó, sẽ có thể kê đơn thuốc những loại thuốc như là ngừa thai, thuốc cai thuốc lá, thuốc du lịch để điều trị và ngăn ngừa những bệnh như là sốt rét, tiêu chảy cho người du lịch cũng như là chăm sóc vết thương tại chỗ. Và Hiệp hội Y tá cũng đã từ lâu kêu gọi các y tá có quyền kê đơn. Giám đốc điều hành cho biết tổ chức này hoan nghênh với sự thay đổi với vòng tay rộng mở hơn. Một quý vị đến với một số thông tin về thị trường nhà ở tại thành phố Calgary khi mà nơi đây đã trải nghiệm mô hình nhà ở mới. Thành phố Calgary đang đạt được một số thành công khi mà xin phép xây dựng cho nhiều dãy nhà thứ cấp hơn. Những con số mới được công bố vào ngày 7 tháng 11 hôm nay cho thấy rằng số đơn đăng ký cấp phép xây dựng về những ngôi nhà thứ cấp trong các cộng đồng mới đã tăng 114% trong quý 3 năm nay so với quý 3 năm 2022 với tổng số là 762 đơn giấy phép xây dựng. Và các cộng đồng được thành lập cũng đang chứng kiến một sự gia tăng lớn với 351 đơn kỳ danh tăng 33% và sự gia tăng về số lượng đơn ghi danh căn hộ thứ cấp ở trên khắp Calgary dành cho cả những ngôi nhà mới và có những ngôi nhà hiện có. Chúng tôi rất vui khi thấy số lượng tăng lên. Chris là giám đốc địa điểm của Alliston Homes ở khu vực Beverdale, Don Calgary, đã cho biết rằng phần lớn các ngôi nhà trong khu vực là nhà dành cho một gia đình và có thêm một chút. Chúng tôi đặt rất nhiều cửa vào bên hông để có thể mở những căn hộ cho thuê và sự quan tâm chắc chắn đang tăng lên khi mà nói đến việc bố trí các dãy phòng thứ cấp trong ngôi nhà này. Đó chắc chắn là một nhu cầu nhiều hơn. Chủ sở hữu muốn cho thuê chúng và họ muốn cho thuê tầng hầm để có thể bổ sung thu nhập hoặc là trang trải thế chấp của mình. Không chỉ những chủ sở hữu nhà ở Calgary đang tìm đến những dãy nhà thứ cấp để có thể kiếm thêm thu nhập, mà nhiều chủ sở hữu ngoài tỉnh cũng đang đầu tư vào những cánh cửa của những ngôi nhà tương lai. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều khách hàng từ Ontario đặc biệt đang quan tâm đến việc mua những căn nhà có những dãy nhà thứ cấp này và việc xây dựng một dãy phòng thứ cấp là điều đôi bên cùng có lợi cho gia đình. Nó cung cấp nhà cho nhiều người muốn thuê tầng hầm, những người chưa sở hữu nhà, sinh viên và những người khác không đủ tiền để có thể mua nhà. Và những lựa chọn mới này đang được cung cấp cho các nhà xây dựng cũng như chủ sở hữu là một bước tiến trong việc khắc phục vấn đề về nhà ở giá cả phải chăng của thành phố. Và điều này đã giúp cho chúng tôi tiếp cận được hơn 11.000 giải phòng thứ cấp an toàn đã ghi danh. Và điều này cũng sẽ giúp cho tất cả quý vị tiếp tục tăng được số lượng những lựa chọn nhà ở an toàn, giá cả phải chăng cho người thuê cũng như là chủ sở hữu. Nhìn chung, thành phố Calgary báo cáo rằng họ sẽ tiếp tục chứng kiến một hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển trong quý 3 năm 2023. Và thưa quý vị, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, thì các nhà xây dựng cũng như phát triển ở Calgary đã nộp 1.565 khu dân cư đơn lập, liên kề 281 khu dân cư nhiều gia đình, 543 đơn xin giấy phép xây dựng của những ngôi nhà thương mại. Đề xuất cấp lại đất tăng 80% với cùng kỳ năm ngoái với 119 đơn vị được nộp. Ngoài ra, 128 đơn vị xin đất đã được nộp tăng 45% trong thời gian đó. và người mua sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong thị trường nhà đất đang suy giảm ở Canada. Theo một báo cáo mới của Ngân hàng Hoàng gia Canada, thì những người mua nhà thường chỉ mưu thế hơn với giá tốt hơn đối với những người bán ở Canada khi mà thị trường bất động sản đang chậm lại điển hình như hiện nay. Phân tích của RBC về thị trường bán lại vào tháng 10 cho rằng lãi suất cao hơn vẫn đang khiến cho thị trường nhà ở mùa thu mắc kẹt ở mức thấp. Hàng tồn kho vẫn đang tăng nhưng mà không ở tốc độ như vài tháng qua ở Toronto và Vancouver. Những người mua vẫn nhận thấy họ có nhiều lựa chọn hơn, dẫn đến tái cân bằng các điều kiện về thị trường. Và theo báo cáo, những người mua có đủ điều kiện để có thể vay thế chấp trong bối cảnh lãi suất cao hơn, có thể có được một mức giá thấp hơn ở một số thị trường Ontario, Quebec và BC. Báo cáo cũng cho thấy quyền sở hữu nhà ngoài tầm với đã trở nên xa vời. Đến mức nào ở Toronto, Montreal, Vancouver và Thung lũng Fraser đều đang chứng kiến giá nhà giảm trong tháng 10. Tháng 10 của Toronto là tháng yên tĩnh nhất trong gần 25 năm qua. Với việc mà người mua chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán, nhưng mà lãi suất tăng nhanh có nghĩa là nhiều người mua nhà tiềm năng đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm các khoản thế chấp và phải đối mặt với một chi phí cao hơn trong thời gian tới. Người mua sẵn sàng duy trì vị thế thương lượng mạnh mẽ của mình trong khi ngân sách của họ vẫn bị hạn chế nặng nề bởi lãi suất cao và điều kiện khả năng chi trả cực kỳ kém. Đối với Vancouver cũng đang ở chế độ hạ nhiệt toàn diện với doanh số bán nhà ở dưới mức được nhìn thấy vào thời điểm này năm ngoái và báo cáo cho biết nhu cầu đang trầm lắng, từ người mua nhà và kỳ vọng rằng người bán sẽ tiếp tục niêm yết nhà của mình trên thị trường sẽ làm tăng quy mô có lợi cho người mua và duy trì mức giá giảm trong những tháng tới. Thành phố Calgary tiếp tục lại là một thành phố chứng kiến giá trị nhà tăng lên, mặc dù thị trường bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Các tác giả lưu ý rằng thành phố này vẫn là một thị trường nóng nhất ở Canada, nhưng mà những lợi thế mà Calgary gắn liền với khả năng về chi trả tương đối và tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng đang bắt đầu mất đi vai trò là một động lực mạnh mẽ của hoạt động bất động sản. Doanh số bán nhà trong thành phố đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng mà giá trị bất động sản vẫn đang tiếp tục tăng lên. Kỳ vọng xu hướng quốc gia hiện tại sẽ kéo dài đến hết mùa thu với việc mà người mua ở thế phòng thủ. Mặc dù có nhiều lựa chọn hơn trên thị trường, nhưng mà lãi suất cao, các vấn đề về chi trả đang diễn ra là một cuộc suy thoái sắp xảy ra đã góp phần tạo nên những lo lắng cho những người mua nhà hiện nay. Chuyển sang cập nhật một số thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, khi mà số người chết ở Gaza lên tới 10.000 người, Liên Hiệp Quốc gọi đây là nghĩa địa trẻ em cả quân đội Israel và các tay súng Hamas kiểm soát giải Gaza đều bằng các lý do khác nhau để bác bỏ áp lực ngày càng tăng của quốc tế và yêu cầu ngừng bắn. Phía Israel thì nói rằng các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 phải được thả trước. Còn phía Hamas thì nói rằng họ sẽ không giải phóng các con tin hoặc là ngừng chiến đấu trong khi giải Gaza đang bị tấn công. Các cuộc tấn công trên bộ của lực lượng phòng vệ Israel và các cuộc anh tạc liên tục đang tấn công dân thường bệnh viện, trại tị nạn, nhà thờ hồi giáo cũng như là nhà thờ Kitô giáo và các cơ sở của Liên Hiệp Quốc, kể cả những nơi trú ẩn không đâu được an toàn. Đồng thời, Hamas cùng với các chiến binh đang dùng dân thường làm lá trắng sóng và tiếp tục phóng tên lửa bừa bãi về phía Israel. Những chia sẻ về phía Israel và họ nói rằng kêu gọi thả tất cả con tin ngay lập tức, một cách vô điều kiện. Theo Reuters báo cáo, Israel đã nói rằng Họ đã mất 31 binh lính kể từ khi đem quân tấn công trên bộ vào giải Gaza vào 27 tháng 10 và nhắc lại rằng Hamas đang ẩn nấu cùng dân thường tại các bệnh viện. Phía Hamas cũng tuyên bố rằng các buộc Hamas đặt trụ sở tại các bệnh viện là một lời tường thuật sai sự thật mà Liên Hiệp Quốc cần phải xác minh. Một phóng viên của Reuters ở Gaza cho hay, cuộc oanh tạc trong đêm của Israel bằng đường không, đường bộ và đường biển là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, giết chết 1.400 người Israel và bắt giữ hơn 240 con tin, Bộ Y tế tại khu vực Hamas đã kiểm soát công bố ít nhất là 10.022 người ở Gaza đã thiệt mạng kể từ đó và trong đó có 4.104 là trẻ em. Các tổ chức quốc tế nói bệnh viện không thể tiếp nhận những người bị thương, thực phẩm cũng như là nước uống sạch đang càng kiệt trong khi nguồn viện trợ không còn đủ phân hóa và phá hủy ngân tính đang được thúc đẩy bởi những cơn sóng thông tin sai lệch đang tràn ngập và chúng ta phải đứng lên chống lại các thế lực chống chủ nghĩa bài do Thái, cố chấp chống Hồi giáo và mọi hình thức tức giận thù địch khác. Hoa Kỳ đang nỗ lực sắp xếp cái gọi là các khoảng dừng trong cuộc chiến để cho phép viện trợ thay vì ngừng bắn. Hoa Kỳ lập luận giống như Israel rằng nếu như ngừng bắn thực sự thì sẽ bị các Hamas lợi dụng. Tòa Đốc nói với Tổng thống Hoa Kỳ, ông Biden rằng đã thảo luận về việc tạm dừng theo nghĩa đó và khả năng thả con tin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Israel, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của ông Biden đối với Israel và nhấn mạnh rằng Israel phải bảo vệ thường dân, bảo đảm dân thường không trở thành nạn nhân của các hoạt động quân sự. Quân đội Israel nói rằng khung thời gian 4 giờ đồng hồ mỗi ngày để dân thường rời khỏi miền Bắc. Giám sát của Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy con số ít hơn 2.000 người sử dụng khung thời gian này với lý do sợ hãi, đường xá thì bị hư hại. Một đặc phái viên của Hoa Kỳ vào hôm thứ Bảy tuần này cũng đã nói rằng khoảng 350.000 đến 400.000 người dân vẫn còn đang ở miền Bắc. Cựu cố vấn cấp cao của ông Obama khuyên ông Biden hãy rút lui khỏi bầu cử. Đó là ông David Ellis giám đốc chiến lược cho các chiến dịch chính trị của cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden hãy xem xét từ bỏ nỗ lực tái tranh cử của mình vào năm 2024 vì cử tri lo ngại về tuổi tác của ông. Chỉ ông Joe Biden mới có thể đưa ra quyết định này. Nếu ông ấy tiếp tục tranh cử, ông ấy sẽ là ứng viên của đảng Dân Chủ. Điều mà ông ấy cần quyết định là liệu việc đó có khôn ngoan hay không, và liệu đó là lợi ích tốt nhất của ông ấy hay là của đất nước. Và ông David cũng cho biết nhận định sau khi mà cuộc thăm dò của New York Times đưa ra cho thấy rằng cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn trước ông Biden ở 5 trong số 6 bang chiến trường. Các tiểu bang này dự kiến sẽ có ảnh hưởng đến quyết định cuộc bầu cử 2024. Theo cuộc thăm dò, ông Trump dẫn trước ông Biden 10 điểm phần trăm tại Nevada, 6 điểm phần trăm tại Georgia, 5 điểm phần trăm tại Arizona, 5 điểm phần trăm tại Michigan, 4 điểm phần trăm tại Pennsylvania, trong khi đó, thì ông Biden chỉ dẫn được ông Trump ở Wisconsin với chênh lệch là 2 điểm phần trăm. Ngoài ra, 71% số người được hỏi cho rằng ông Biden, 80 tuổi, đã quá già để có thể phục vụ hiệu quả. Và 62% nhận xét ông thiếu sự nhạy bén về tinh thần cần thiết cho công việc. Và một cuộc thăm dò khác cũng đã công bố cho thấy rằng ông Trump dẫn trước ông Biden trên lệch 51-48 điểm trên toàn Hoa Kỳ. Nhiều người vẫn tin rằng họ sẽ khám khá hơn về mặt tài chính dưới thời của ông Trump. Và đảng Cộng hòa sẽ giúp giảm bớt nguy cơ đưa Hoa Kỳ vào một cuộc chiến thế chiến thứ ba. Trong khi đó, ông David một lần nữa lại chơi chích ông Trump là một kẻ mị dân nguy hiểm, vô tâm và có thái độ coi thường các quy tắc, chuẩn mực, luật pháp và thể chế dân chủ một cách trắng trợn cần phải bị loại bỏ. Ông Biden hiện tại là một tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và sẽ bước sang tuổi 86 vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu như có. Và ông David đã nói rằng cuộc thăm dò mới đây sẽ gây ra nhiều nghi ngờ cho đảng Dân Chủ và cho biết đảng này sắp hết thời gian để có thể đổi ngựa trong trận đua 2024 khi một cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ đầu tiên chỉ còn chưa đến 90 ngày nữa. Có rất nhiều lo ngại về vấn đề tuổi tác và đó là điều tôi nghĩ ông ấy cần phải suy xét. Chỉ cần cân nhắc và tự hỏi, Liệu đây có phải là điều đúng đắn hay không? Đây có phải là con đường tốt hay không? Ông David đã chất vấn một lần nữa và gửi đến ông Biden. Những ngày gần đây, thì các đảng viên đảng Dân Chủ hàng đầu khác đã đặt nghi vấn về triển vọng tái tranh cử của ông Biden. Ví dụ như Thượng nghị sĩ của bang Connecticut đã trả lời rằng ông đã lo ngại trước cả khi một cuộc thăm dò của New York Times được công bố. Các cuộc chạy đua tổng thống trong vài nhiệm kỳ vừa qua đã rất căng thẳng, không ai sẽ có được một chiến thắng bầu cử dễ dàng ở đây. Nó đòi hỏi rất nhiều công sức và sự tập trung và nguồn lực. Một đảng viên dân chủ tại Washington cũng đã nói rằng, sự ủng hộ của ông Biden dành cho Israel trong cuộc chiến với Hamas đang ngày càng gây nguy hiểm cho cơ hội tái đắc cử của ông ấy. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc bầu cử năm 2024 rất lo ngại đối với Tổng thống Biden và đối với sự kiểm soát của đảng dân chủ của chúng ta. Điều cần thiết để tiến về phía trước bởi vì những người trẻ này người Mỹ theo đạo hồi, người Mỹ gốc Ả Rập, nhưng mà cũng đồng thời là những người thuộc lớp trẻ coi cuộc xung đột này như một sự đối lập về đạo đức và một cuộc khủng hoảng về đạo đức. Và thưa quý vị, hiện tại ông Biden cũng đang phải đối mặt với một số đối thủ, bao gồm tác giả, nhà hoạt động Miriam Williamson và dân biểu J. Phillips của Minnesota, nhưng mà không ai trong số họ có vẻ là có khả năng đánh bại được ông trong vòng tuyển sơ bộ. Cuộc khảo sát cho thấy xu hướng đi xuống của tổng thống Biden khi ông tìm cách giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử 2024 do ông đang gặp khó khăn bởi vụ bê bối về tài chính, nên kinh tế của Hoa Kỳ thì trì trệ và những sai lầm ngớ ngẩn trong chính sách đối ngoại. 73% người Mỹ cho rằng nước Mỹ dưới thời tổng thống Joe Biden đang trở nên tồi tệ, tăng thêm 8% chỉ sau 10 tháng duy linh xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức vừa được cập nhật trong buổi tối ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại youtube channel tin người việt canada